con tăng động, chậm nói, thiếu tập trung, dùng gì để tiến bộ hơn? Cốm Egaruta. Egaruta và Egaruta Platinum. Sản phẩm cốm Egaruta này nè. Cốm Egaruta truyền thống. À, Phương nhà mình mỗi khi học thiếu tập trung lắm, cứ ngồi quay ngang quay ngửa, học trước quên sau khiến bố mẹ lo lắng quá. Mình có tìm hiểu và đã lựa chọn cốm Egaruta cho con. Sau một thời gian ngắn sử dụng cốm Egaruta thì mình thấy con đã vui vẻ, học hành tập trung và ngủ ngon hẳn. Bạn nhỏ nhà mình đang đến độ tuổi hiếu động, nhưng hiếu động quá thành ra lại mất tập trung và có phần ương bướng, phá phách, không nghe lời bố mẹ khiến mình hơi lo ấy. Mình cũng bắt đầu dành thêm nhiều thời gian để quan tâm con, chơi cùng con, trò chuyện với con. Đặc biệt là mình cũng quan tâm nhiều đến chế độ dinh dưỡng cho con. Mình còn tham khảo và bổ sung cho con cốm Egaruta và Egaruta Platinum. Cốm Egaruta là sản phẩm có khả năng tác động tận gốc toàn diện đối với trẻ tăng động giảm chú ý, rối loạn giấc ngủ, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi chống đối. Trộm vía sản phẩm tốt cho sức khỏe của con, lại thơm ngon dễ dùng, nên bé nhà mình hợp tác lắm. Giờ thì con có thể dễ dàng kiểm soát hành vi, cải thiện tình trạng tăng động, giảm sự nghịch ngợm quá mức, lại cung cấp dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của não bộ, cải thiện khả năng tập trung chú ý. Không chỉ vậy, sản phẩm còn giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe cho nền tảng vững vàng hơn. Để có hiệu quả tốt, mọi người nên dùng đủ liệu trình từ 3 đến 6 tháng. Kể cả sau những hộp Egaruta và Egaruta Platinum đầu tiên, con đã có nhiều cải thiện thì cha mẹ cũng cần kiên trì theo đúng liệu trình để phát huy hiệu quả tối ưu, không nên bỏ giữa chừng nhé. Thời gian bổ sung cốm Egaruta thấy con học hành tập trung hơn, cô giáo ở lớp cũng khen con có tiến bộ. Đây chính là món quà con tặng mẹ đây các bác. Để giúp con khắc phục được vấn tăng động giảm chú ý ở con thì mình đã tìm hiểu và lựa chọn cho con dòng sản phẩm cốm Egaruta này nè. Kiên trì sử dụng một thời gian, mình thấy con học nhanh nhớ lâu hơn, tập trung hơn mỗi lần mẹ dạy, nên con rất hay được cô khen trên lớp. Đồng thời không còn nghịch ngợm như trước nữa, mình mừng lắm. Hiện nay tình trạng trẻ tăng động giảm chú ý ngày càng phổ biến nhưng nhiều bố mẹ lại không để ý để nhận biết. Đặc trưng của các bé tăng động là nghịch rất nhiều, leo trèo chạy nhảy không biết mệt mỏi, ngồi học được tí là đã ngọ nguậy, quay ngang quay ngửa. Con làm bài về nhà, bài kiểm tra hay bài thi thường mắc nhiều lỗi sai do cẩu thả, thậm chí làm sót cả bài. Nếu thấy con có những biểu hiện này, các ba mẹ nên tìm giải pháp ngay cho con nhé. Như mình đã cho anh hai team đi khám khoa tâm lý ở bệnh viện Nhi Đồng 1 với phương pháp điều trị chỉ định là giáo dục hòa nhập. Tình cờ là hôm ấy mình gặp một chị phụ huynh vừa cho con tái khám xong. Chị hào hứng phê là bé con nhà chị cải thiện hơn trước rất là nhiều nhờ sử dụng cốm Egaruta này nè. Cho nên đợt đó mình cũng tìm mua cho team dùng. Thấy con khen loại này dễ uống nên mình cũng duy trì tiếp cho con tập trung học tập tốt hơn. Trộm vía là kết quả thi cuối kỳ con khá tốt và cô chủ nhiệm cũng khen con tiến bộ hơn trước nhiều. Mỗi ngày mình pha 1/2 gói cốm với khoảng 20-30ml nước lọc, hoặc đun đun sôi để nguội trước ăn 30 phút, hoặc sau ăn 1 giờ rồi cho con uống. Sau một thời gian sử dụng, con nhà mình ngủ ngon hơn, không còn khó ngủ, tỉnh giấc sơ đêm, nên mẹ phải xem nè. Mẹ nào có con mất tập trung thì tự tham khảo cùng Egaruta này xem sao nha. Phát triển từ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Egaruta, bổ sung phosphatidylserine serin và DHA. Egaruta Platinum giúp cải thiện chứng tăng động giảm chú ý, giúp trẻ kiểm soát tốt hành vi và cảm xúc, tăng cường sự tập trung, tiếp thu, ghi nhớ, giảm căng thẳng, xua tan áp lực học hành, phát triển trí não toàn diện. Egaruta Platinum giúp con yêu hết tăng động, tăng cường tập trung, tiến bộ mỗi ngày. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.